đám cưới sen, boss mừng đến quên cả mặt. Chờ mãi cũng chờ được đến ngày con sen đi lấy vợ. Đã vậy, sen còn ưu ái chọn mặt gửi vàng để boss làm phù rể cho đám cưới nữa mới là bất ngờ. Nhìn mấy chùm bong bóng hình trái tim đỏ đỏ xinh xinh được gắn phía sau lưng, thấy cute dữ chưa? Cơ mà lần đầu tiên được đi làm phù rể nên bỡ ngỡ lắm luôn. Không ngờ đám cưới có nhiều người như vậy, thành ra hồi hộp quá trời quá đất. Chạy lên lễ đường mà không biết ai là sen, hoa mắt dữ quá nên nhìn nhầm mất tiêu. Phải đợi con sen gọi một tiếng mới định hình lại được rồi nhớ ra. Hồng chắc quên luôn quá.